Hello anh em ha. Anh em ơi, mình có con sáo này nè, mình nuôi cũng 4-5 năm rồi đó. Mà giờ mình đang nuôi con nhồng để tập nói, mà nó hét dữ quá, nên đâm ra sợ mình sợ con nhồng nó hét theo. Thì anh em nào hả muốn mua về thả chơi á, thả đi loanh quanh trong sân á, hoặc là có nhu cầu bảo tồn em nó thì anh em inbox cho mình ha. Con này mình ra đi với giá là chỉ có 200.000 thôi anh em. Tại nhà mình chặt nên mình cũng không có thả được, chứ con chim này là thả được nha anh em. Anh em mà qua hả muốn mình thả cho coi luôn. Là chim này mình nuôi từ nhỏ tới lớn mà. Anh em nhìn cái bót của nó này. Đó. Chim này mình nuôi tới 4 năm rồi nha anh em. Nuôi từ con lên. Đang cho ăn cám ba vì. Đó, anh em thấy không? Đá đây luôn đó. Được chưa? Ghê chưa? Không giữ chưa? Chỉ có 200.000 thôi nha anh em. Tại mình đang nuôi con nhầm con mà nó hét dữ quá nên đâm ra ngủ đầu á. Đâm ra mình mới chuyển nhượng cho anh em bảo tồn ha. Con này hả giờ anh em thả trong sân đi loanh quanh giữ nhà được luôn á. Bye bye anh em.